Xin chào tất cả các bạn. Đợt vừa rồi thì bên công ty Nu Skin có ra một mẫu lăn khử mùi Xeon mới thay thế cho mẫu cũ nhằm mục đích để tránh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bởi vì ở trên thị trường hiện nay ấy, cái mẫu cũ này đang rất là loạn về giá cả này, về chất lượng này, hàng giả, hàng nhái rất là nhiều, khiến cho người tiêu dùng cực kỳ là hoang mang. Thì nếu mà các bạn không tinh ý thì các bạn rất là dễ mua phải hàng giả, hàng nhái và dùng nó không có hiệu quả các bạn nhé. Như Trang đã cung cấp cái dòng sản phẩm này được 6 năm rồi và 100% khách hàng phản hồi rất là tốt. Lăn khử mùi Xeon thì có tác dụng khử mùi rất là hiệu quả này. Ngoài ra nó còn có tác dụng kiềm mồ hôi suốt 24 giờ. Và với những bạn nào mà hay chơi thể dục thể thao này, thứ nhất, thứ hai là hoạt động ngoài trời nhiều. Đấy, và đặc biệt là với các bạn bị hôi nách thì rất nên dùng cái sản phẩm này. Nó rất là khác so với các dòng sản phẩm đang bán ngoài thị trường mà các bạn đã từng dùng. Cái lăn khử mùi này thì mùi nó rất là dịu nhẹ và khi mà lăn lên da ấy thì nó không hề có cảm giác là bí bách hay là nó không gây kích ứng da như một số dòng lăn đang bán ngoài thị trường. Đấy, khi mà các bạn dùng ấy các bạn có cảm giác nhẹ tênh luôn. Đấy, nhiều người thì cái không bị hôi nách thế nhưng mà cái vùng da ở dưới cánh tay tiết nhiều mồ hôi thì chúng ta cũng rất nên sử dụng cái dòng sản phẩm này nhé. Thì với cái mẫu mới này thì nó có ưu điểm vượt trội hơn mẫu cũ một chút. Đó là nó có cái thành phần hạt nhãn và thành phần thứ hai là cam thảo. Nó sẽ giúp cho cái vùng da ở dưới cánh tay của chúng ta trắng mịn hơn. Đó, thì các bạn nào mà bị thâm nách ấy, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này. Các mẹ sau sinh ấy, thì rất là hay bị hôi, hay bị thâm nách và mồ hôi thì hơi có mùi một chút. Đấy, rất là nhiều bạn, rất là nhiều khách hàng của Trang đã phản ánh vậy. Thì khi mà các bạn mang bầu ấy, khi các bạn mang bầu thì các bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm này và đang cho con bú cũng có thể sử dụng sản phẩm này. Nam cũng có thể sử dụng sản phẩm này và nữ cũng có thể sử dụng sản phẩm này. Đấy, sử dụng được cho cả nam và nữ, phụ nữ có thai và đang cho con bú các bạn nhé. Dùng cực kỳ là an toàn bởi vì là nó chiết xuất 100% thành phần từ thiên nhiên. Và lăn khử mùi hiện tại bên công ty Nu Skin phân phối thì nó chỉ có một mẫu, có một loại duy nhất thế này. Và hiện tại thì bên công ty vẫn đang song hành hai cái sản phẩm này, mẫu cũ và mẫu mới. Tuy nhiên thì cái mẫu cũ này chắc là ít nữa thì bên công ty sẽ không cung cấp nữa và thay thế bằng mẫu cũ này, bằng mẫu mới này các bạn nhé. Đấy, thì nếu các bạn cần thêm thông tin gì về sản phẩm này và các bạn có nhu cầu đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ với mình nhé. Số điện thoại 0981918651. Và các bạn cũng có thể inbox Zalo số 0981918651. Và mình là Dương Thu Trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào các bạn.